Cô xin chào các con. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài tập làm văn. Đó là đáp lời xin lỗi và tả ngắn về loài chim. Bài này có hai mục đích yêu cầu. Đó là 1. Rèn kỹ năng nói, biết đáp lại lời xin lỗi trong giao tiếp đơn giản. 2. Rèn kỹ năng viết, biết sắp xếp các câu đã cho thành đoạn văn hợp lý. Bây giờ cô mời các con quan sát bức tranh. Bức tranh minh họa điều gì? Một bạn làm rơi sách của một bạn ngồi bên cạnh. Bây giờ cô mời con đọc lời nhân vật trong tranh dưới đây. Bức tranh minh họa nội dung gì các con? Khi làm rơi vở của bạn, bạn học sinh đã nói gì? Còn bạn bị rơi vỡ nói như thế nào? Theo con, bạn có vỡ bị rơi thể hiện thái độ như thế nào khi nhận lời xin lỗi của bạn mình? Bài số 2. Em đáp lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào? Câu A. Một bạn vội nói với em trên cầu thang: xin lỗi, cho tớ đi trước một chút. Câu B. Một bạn vô ý đụng người vào em vội nói: xin lỗi, tớ vô ý quá. Câu C. Một bạn nghịch làm mực bắn vào áo em: xin lỗi em. Xin lỗi bạn, mình lỡ tay thôi. Câu D. Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em. Xin lỗi cậu, tớ quên mang sách trả cậu rồi. Theo các con thì chúng ta sẽ trả lời từng câu hỏi như sau. Câu A. Một bạn vội nói với em trên cầu thang: xin lỗi, cho tớ đi trước một chút. Các con suy nghĩ có thể trả lời: không sao, bạn vội, bạn đi trước đi. Hoặc có thể trả lời: mời cậu, cậu vội đi trước đi, để trễ công việc. Các con chú ý, trong các trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ tự và tìm câu trả lời các con nhé. Thế thì trong trường hợp nào chúng ta cần nói lời xin lỗi? Đó là khi làm điều gì sai trái, không phải với người khác, khi làm phiền người khác, khi muốn người khác nhường cho mình làm trước hay sau một việc gì. Khi ai đó làm phiền mình và xin lỗi, chúng ta tỏ thái độ như thế nào? Chúng ta nên bỏ qua, thông cảm với họ và đáp lại lời xin lỗi nhẹ nhàng, lịch sự các con nhé. Sau đây cô mời các con quan sát một bức tranh nói về một chú chim gấu, chim gáy. Các con quan sát xong, các con chú ý các câu dưới đây tả con chim gáy. Hãy sắp xếp lại thứ tự của chúng để tạo thành một đoạn văn. Câu A. Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp. Câu B. Một chú chim gáy xà xuống chân ruộng vừa gặt.
Cô Sê, thỉnh thoảng chú cất tiếng gáy cu 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 làm cho cánh đồng quê thêm yên ả. Cô Đê, chú nhẫn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. Sau khi các con đọc và các con sẽ quan sát, cô sẽ giới thiệu cho các con viết lại thứ tự của từng câu như sau. Câu B, các con sẽ ghi câu số 1. Câu A là câu số 2. Câu D, con đánh số 3. Và câu cuối cùng là câu C, con đánh là câu số 4. Sau khi con đánh theo thứ tự thì cô mở rộng cho các con thấy được đó là từng câu. Câu B, người ta là câu mở đầu giới thiệu sự xuất hiện của chú chim gáy đó các con. Câu A, tả hình dáng những đốm cườm trắng trên cổ chú. Câu D, tả hoạt động những nha nhặt thóc rơi. Và câu cuối cùng là câu C, đó là câu kết, tiếng gáy của chú làm cánh đồng quê thêm yên ả thanh bình. Sau khi các con sắp xếp lại các câu theo thứ tự thì cô sẽ cho con quan sát một đoạn đã sắp xếp theo thứ tự của bài nha các con. Một chú chim gáy xà xuống trên ruộng vừa gặt. Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp. Chú nhẫn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. Thỉnh thoảng chú cất tiếng gáy cúc cù cu làm cho cánh đồng quê thêm yên ả. Đó là một đoạn văn cô vừa sắp xếp lại các câu. Các con quan sát và đọc lại cho kỹ nhé các con. Qua đoạn văn chúng ta vừa đọc và suy nghĩ thì các con trả lời cho cô, đoạn văn tả về loài chim gì? Em cần làm gì để bảo vệ loài chim này? Thế thì các con về tự suy nghĩ, chép lại và trả lời các câu hỏi cho cô nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào các con.